đây là bài tập đọc thứ tư hãy đọc to số một we set số hai he bet số ba it's twenty feet hãy thử đọc số bốn Did he leave? Hãy lưu ý cách lên giọng ngữ điệu ở cuối câu hỏi. Hãy đọc lại số 4. Did he leave? Hãy thử đọc số 5. Please repeat. Từ số 6 có một âm mới. Hãy nhắc lại từ này theo người Mỹ fat fat Hãy đọc từ số 7. mat Từ số 8. at Bây giờ, bạn hãy xem từ số 9. Hãy nhắc lại theo người Mỹ. eight eight lưu ý một lần nữa rằng con chữ ý e. ở cuối biến đổi âm của nguyên âm đứng trước nó từ ngắn sang dài. Hãy đọc từ số 8 và từ số 9 liền nhau. At 8 At 8 Từ số 10 late Bây giờ, bạn hãy nghe và nhắc lại từ số 11. lay Lưu ý rằng, tổ hợp hai con chữ a y trong một từ ngắn cũng được phát âm là a. Hãy đọc lại từ số 11. lay Hãy đọc từ số 12. stay Number We can stay. Number nine. Ten days. Ten days. Number fifteen. I hate my hat. Hãy thử đọc số 16. Từ have là một trường hợp ngoại lệ. Hãy phát âm từ này như không có con chữ i e. ở cuối. We have six cats. We have six cats. Bây giờ, bạn hãy đọc số 17. My cat sat in my hat. Số 18. It made me mad. Số 19. He's bad. Hãy thử đọc số 20. Maybe. Maybe. Bài tập đọc thứ tư, đến đây là hết.